Thần chú Lăng Nghiêm là một thần chú Phật giáo uy lực, thường được dùng để trừ tà ma và loại bỏ năng lượng tiêu cực. Bởi ngoài sự cao thâm, vi diệu, thần chú này còn được gọi là vương miện của Đức Phật. Thần chú mạnh mẽ đến mức không có chỗ nào trong không gian hoặc toàn bộ pháp giới mà không bị gặp bởi ánh sáng tốt đẹp của thần chú. Video hôm nay sẽ giúp quý vị tìm hiểu về chú Thủ Lăng Nghiêm, nguồn gốc, ý nghĩa, lợi ích của thần chú. Không để quý vị phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ đi vào nội dung chính ngay bây giờ. Một, chú Lăng Nghiêm là gì? Chú Lăng Nghiêm là vua trong các chú, vì dài nhất và khó nhất trong Phật giáo. Hầu hết những người xuất gia đi tu đều phải thuộc lòng chú Lăng Nghiêm từ lúc mới xuất gia, hoặc cũng có những người thuộc lòng trước khi xuất gia vì nghĩ rằng trước sau gì cũng phải học, học trước thì thôi sau, nên thuộc lòng trước khi xuất gia. Chú Lăng Nghiêm tuy dài và khó nhất nhưng tụng thì nghe rất hay. Trước kia thì không hiểu ý nghĩa của chú Lăng Nghiêm, chỉ học và tụng thôi. Vì đa số hầu hết các chùa đều tụng khóa lễ sáng, không thể nào thiếu chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi và thập chú, rồi Bát Nhã, niệm Phật, hồi hướng. Bây giờ nhờ sự giảng giải của Cố Hòa Thượng Tuyên Hóa thì mọi người mới hiểu được tầm quan trọng của chú Lăng Nghiêm. Thiết nghĩ gặp được chú Lăng Nghiêm là nhân duyên rất lớn của người con Phật. Xuất gia cũng như tại gia, hiểu được nghĩa lý của chú Lăng Nghiêm thì nhân duyên thật là không thể nghĩ bàn, có thể nói là trăm ngàn vạn kiếp mới gặp được. Vì như lời Cố Hòa Thượng Tuyên Hóa nói, thì sẽ không có người thứ hai giảng giải chú Lăng Nghiêm, cho nên chúng ta có nhân duyên thù thắng mới được trì tụng và hiểu được nghĩa lý của chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm là cốt tủy trong Phật giáo, nhờ chú Lăng Nghiêm mà chánh pháp mới tồn tại lâu dài. Trong năm đệ chú Lăng Nghiêm thì hai đệ đầu đa số là danh hiệu của chư Phật, Bồ Tát, A-La-Hán, chư Thiên, Hộ Pháp Thiện Thần. Còn ba đệ cuối đa số là danh hiệu của các vị quỷ thần vương. Nhưng rất tiếc là bản Hán văn chỉ thấy đệ tử và đệ nhị thôi, còn ba đệ cuối thì không thấy, nên không thể dịch ra tiếng Việt. Nhưng trong hai đệ này thì Cố Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng đã nói rõ tầm quan trọng của chú Lăng Nghiêm. Chỉ cần chúng ta là người xuất gia hoặc tại gia trì tụng mỗi ngày thì công đức thật không thể nghĩ bàn, giúp cho hành giả tăng trưởng trí huệ, vượt qua mọi sự chướng ngại thử thách trên đường tu tập, đồng thời giúp bảo vệ chánh pháp trụ thế lâu dài, lợi lạc chúng sanh. Điều quan trọng là hành trì đều đặn mỗi ngày, bất cứ lúc nào, ở đâu tụng ra tiếng hoặc tụng thầm, công đức đều không thể nghĩ bàn. Vì chú Lăng Nghiêm là đại định, cũng là vua trong các định. Định lực của chú Lăng Nghiêm hàng phục tất cả tà ma, ngoại đạo. Chỉ cần tụng lên thì chư thiên, hộ pháp, thiện thần đều cung kính bảo hộ hành giả. Chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai cũng đều nhờ định lực của chú Lăng Nghiêm mà thành tựu. Như chúng ta đã biết thì Ngài A Nan là đa văn bậc nhất, thuộc lòng Đại Tạng Kinh không sót một chữ. Mà lúc gặp nạn, nếu không nhờ Đức Phật Sai Bồ Tát Văn Thù dùng thần chú Thủ Lăng Nghiêm đến cứu, thì Ngài A Nan đã mất giới thể. Mà mất giới thể thì làm sao mà thành tựu đạo nghiệp. Như thế mới biết trên đường tu tập rất nhiều chướng ngại thử thách, nếu không nhờ sự gia trì của chư Phật Bồ Tát, hộ pháp thiện thần thì rất khó thành tựu đạo nghiệp. Những bậc cao tăng, tổ sư, thời nào cũng thế, đều nhờ tu hành giới đức nghiêm trang, phước huệ song tu, tích lũy nhiều đời nhiều kiếp, được sự gia trì của chư Phật, Bồ Tát, hộ pháp thiện thần mới vượt qua được chướng ngại thử thách, cuối cùng thì giác ngộ chứng quả. Chú Lăng Nghiêm là hành trang tự lương không thể thiếu của người tu Phật. Chỉ cần chúng ta cố gắng trì tụng mỗi ngày thì công đức không nhỏ,
đồng thời cũng là góp phần vào việc bảo vệ chánh pháp trụng thế lâu dài, lợi lạc tất cả chúng sanh. Nam mô Thủ Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Hai, nguồn gốc của chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm là một thần chú dài và lâu đời của Phật giáo Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Mặc dù tương đối chưa được biết đến ở Tây Tạng hiện đại, nhưng có một vài bản văn của chú Lăng Nghiêm trong kinh điển Phật giáo Kim Cương Thừa. Nó liên quan đến trường phái Tăng Mi và Sinh Gôn. Từ Thủ Lăng Nghiêm thực dịch là Đại Định Kiên Cố, có nghĩa là Phật tánh, bản thể chân tâm sẵn có của tất cả chúng sinh mà các trường phái Phật giáo đều nhắc đến. Nó rộng lớn bao trùm khắp vũ trụ nên gọi là đại. Phật tánh bản chất nguyên thủy của chúng sinh vốn thanh tịnh từ xưa đến nay nên gọi là định, không bị chi phối biến dịch theo lý vô thường nên gọi là kiên cố. Do đó thì thần chú Lăng Nghiêm hay Thủ Lăng Nghiêm được đọc tụng để hướng tâm về bản chất đại định kiên cố này. Theo chương mở đầu của kinh Lăng Nghiêm thì nguồn gốc của chú Lăng Nghiêm có từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cứu tôn giả A Nan. Trong nhục kế, trên đỉnh đầu phóng ra một luồng ánh sáng vô cùng quý báu. Trong ánh sáng phun ra hoa sen ngàn cánh, có một vị Như Lai ngồi trên hoa sen. Vị hóa Phật ấy cũng là Đế Thù La Thi, lại còn hiện ra hằng hà sa số vị nội mật Bồ Tát với kim cương thần tràn đầy hư không, giống như thần chú nổi tiếng Lục Tự Đại Minh chú Om Ami Padme Hum. Chú Lăng Nghiêm đồng nghĩa với thực hành của Bồ Tát Quan Thế Âm, một vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo Đông Á và Phật giáo Tây Tạng. Chú Lăng Nghiêm cũng đề cập nhiều đến các vị thần Phật giáo như Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Kim Cương Thủ và chư Phật Hy A Nỉ, đặc biệt là Phật Dược Sư Lưu Ly. Nó thường được sử dụng để bảo vệ hoặc thanh lọc cho thiền sư và được coi là một phần của Phật giáo Sinh Gôn ở Nhật Bản. Ba, ý nghĩa của thần chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm còn được gọi là vương miện của Đức Phật. Nó mạnh mẽ đến mức không có chỗ nào trong không gian hoặc toàn bộ pháp giới mà không bị ngập bởi ánh sáng tốt đẹp của thần chú. Có thể không ai hiểu được thần chú này, rất khó có thể giải thích từng dòng, từng từ một. Câu thần chú này bao gồm 5 hội đồng, ngũ phương Phật đại diện cho 5 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung Tâm. Đông phương do A Xúc Bệ Như Lai như là người chủ trì giảng dạy, Nam phương do Bảo Danh Phật đảm nhiệm, Trung Tâm là bộ phận chư Phật, với Phật Thích Ca Mâu Ni là người chủ trì giảng dạy. Tây phương là bộ phận do Đức Phật A Di Đà làm chủ trì giảng dạy. Phía Bắc là bộ phận nghiệp lực thành tựu Phật. Ngũ phương Phật canh chừng 5 đội quân ma quỷ đang ở trong chúng ta và trên thế giới này. Bởi vì ngũ quỷ này, chư Phật chia ra 5 hướng để hạn chế sự quấy phá của chúng. Nếu không có chư Phật, ma quỷ sẽ hiện hình trong thế giới của mình. Và như vậy thì khi bạn niệm chú Lăng Nghiêm, 5 đội quân ma quỷ ở 5 hướng sẽ khiếp sợ và đầu hàng. Chúng không dám chống lại sức mạnh của thần chú Lăng Nghiêm. 5 bộ phận chư Phật trong thần chú khiến nó trở thành thần chú uy lực nhất trong Phật giáo. Nhiều người đặt câu hỏi trên các diễn đàn Phật giáo là có nên tụng chú Lăng Nghiêm không? Nhưng theo tôi nghĩ thì bạn không nên gắn bó, sự gắn bó của bạn sẽ không được tốt như vậy nếu như bạn là một người bình thường. Vâng, nếu bạn chỉ dựa vào thần chú, nhưng bản chất bên trong bạn là một nhóm những tư tưởng giả dối và ác tâm, những suy nghĩ tiêu cực và không trong sáng, những tư tưởng thèm khát. Trong trường hợp đó thì thần chú sẽ không hiệu quả và đôi khi phản tác dụng. Nếu bạn muốn tránh tai họa, trước tiên bạn phải làm sạch tâm trí của chính bạn. Sự thuần khiết trong tâm trí của bạn là điều thực sự xua tan những tai họa
Nếu bạn đầy tham lam, dân hận, không có thần chú nào có hiệu quả. Chúng ta phải tử tế và tràn đầy sự tốt lành, muốn giúp đỡ người khác. Tâm trí của chúng ta nên lành mạnh nếu muốn trì tụng chú Lăng Nghiêm. Bốn, lợi ích khi trì tụng chú Lăng Nghiêm. Nhiều người cho rằng con người trì tụng chú Lăng Nghiêm thì thế giới vẫn tồn tại. Nếu không có ai niệm chú Lăng Nghiêm thì thế giới sẽ bị phá hủy rất nhanh, bởi vì lúc đó chánh pháp không còn nữa. Từ đầu đến cuối mỗi câu đều là pháp môn tâm đắc của chư Phật. Mỗi câu có công năng rất lớn, mỗi chữ có mỗi điểm cao thâm phi diệu. Tất cả đều có thần lực không thể nghĩ bàn. Chỉ cần tụng niệm một câu, một chữ, một hội hoặc toàn bài chú cũng đều khiến cho trời đất rung chuyển, quỷ thần khóc, yêu ma xa lánh, ly mị độn hình, ánh hào quang trên đảnh nhục kế của Đức Phật biểu thị cho thần chú. Ánh hào quang trên đảnh nhục kế của Đức Phật biểu thị cho thần lực của thần chú. Nó có khả năng phá trừ tất cả màn đêm tăm tối và khiến cho hành giả thành tựu tất cả công đức lành. Nếu thọ trì thần chú Lăng Nghiêm và hành thiện thì tương lai nhất định sẽ thành Phật, chứng đắc quả vị vô thượng chánh thẳng chánh giác. Nếu thường trì tụng thần chú này thì sẽ tiêu trừ nghiệp chướng trong bao đời tiền kiếp. Đó là lợi ích khi tụng niệm thần chú Lăng Nghiêm. Tất cả mười phương chư Phật đều xuất sanh từ thần chú này, nên có thể gọi thần chú Lăng Nghiêm là mẹ của chư Phật. Mười phương các đức Như Lai đều nương thần chú này mà thành tựu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các ngài ứng thân nhiều như số hạt bụi của các cõi nước để chuyển bánh xe pháp, giáo hóa chúng sanh, thọ ký cho chúng sanh trong mười phương, cứu độ chúng sanh thoát khổ, khiến cho tất cả chúng sanh đại tiểu quyền thừa đều được giải thoát. Tất cả các ngài đều nương vào oai lực của tâm chú Lăng Nghiêm. Nếu muốn chứng đắc quả A-la-hán thì phải tụng thần chú này thì mới tránh khỏi được ma quỷ. Công năng của thần chú Lăng Nghiêm mạnh mẽ vô cùng. Trong thời mạt pháp, nếu có ai thuộc lòng thần chú này hay khuyến khích người khác học thuộc thì lửa không thể đốt chết người đó và nước không thể làm họ chết đuối. Dù thuốc độc nặng nhẹ đến đâu cũng không thể hại được họ. Đối với những ai thường trì tụng thần chú này thì thuốc độc sẽ biến thành cam lồ khi vừa vào miệng. Người trì tụng thần chú này sẽ không tái sinh vào những cõi xấu, họ có muốn cũng không được. Tại sao? Vì thần chú này giữ họ lại mà không cho đi đến những nơi đó. Nếu chưa tích tụ đủ công đức thì khi tụng thần chú Lăng Nghiêm thì mười phương chư Phật sẽ gia hộ công đức lành cho chúng ta. Giả sử tâm niệm thường bị tán loạn, không thể chuyên nhất để phát sinh định lực, nhưng nếu tâm nghĩ về thần chú Lăng Nghiêm rồi dùng miệng để trì tụng thì Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương sẽ âm thầm hộ trì chúng ta cho đến khi tâm tán loạn tiêu dần và phát sinh định lực. Các ngài sẽ âm thầm hỗ trợ cho quý vị khai mở trí huệ và chuyển tâm nhất ý đến độ thấu rõ hết tất cả việc trong 84.000 hằng hà sa số kiếp. Chú Lăng Nghiêm là một thần chú rất quan trọng trong Phật giáo, nhưng chỉ vì những lợi ích được ghi ở trên mà chúng ta ra sức trì tụng khi không hiểu rõ mục đích chính của đạo Phật. Với một trái tim chân thành, một cái tâm trí tinh khiết, không hỗn tạp cái xấu, thì tụng niệm thần chú mới linh nghiệm. Năm, câu tâm chú Lăng Nghiêm để hằng phục ma quỷ. Nhắc đến thần chú Lăng Nghiêm là một thần chú dài nhất trong lịch sử. Thần chú gồm 554 câu, trong đó có câu tâm chú quan trọng nhất được đọc như sau: Án A Na Lệ Tỳ Xá Đề Vệ Ra Bạt Xà Ra Đà Rị Bàn Đà Bàn Đà Nề Bạt Xà Ra Bàn Đi Phăn Hồ Hông Đồ Lô Ung Phong Ta Và Ha. Phiên âm tiếng Phạn: Ốm A Na Lề
Visade, Vira, Vaira, Dare, Banda, Bandani, Vaira, Pani, Phát Hum, Chùm Phát Sô Hà. Chú Lăng Nghiêm là thần chú uy lực bậc nhất trong Phật giáo, dùng để diệt trừ tà ma và loại bỏ những năng lượng tiêu cực. Thần chú Lăng Nghiêm cao thâm vi diệu, có sức mạnh đến mức không chỗ nào trong không gian và toàn bộ pháp giới không tràn ngập bởi ánh sáng từ bi và trí tuệ của thần chú này. Đây là thần chú dài nhất trong tất cả các thần chú, là hành trang không thể thiếu của bất kỳ hành giả tu tập đạo Phật nào. Chú Lăng Nghiêm không chỉ là một phương pháp giáo hóa ma quỷ mà còn mang lại lợi ích cho những người trì tụng. Trì tụng chú Lăng Nghiêm giúp ta tạo ra một vòng bảo vệ tâm linh và tăng cường năng lực tích cực. Nhờ đó mà chúng ta có thể tránh xa những hiểm nguy, áp lực từ thế giới xung quanh. Công năng của thần chú Lăng Nghiêm có sức mạnh vô cùng to lớn. Trong thời kỳ mạt pháp này, với những lợi ích vượt trội này, thì chú Lăng Nghiêm là một công cụ quan trọng trong hành trình truyền bá đạo Phật và nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta. Như vậy, tiền và tỉnh thức vừa trình bày đến quý vị nguồn gốc, ý nghĩa và lợi ích của việc trì tụng thần chú Lăng Nghiêm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọng thành Phật đạo. Nam mô Thủ Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Thủ Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Thủ Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Cuối cùng thì tiền và tỉnh thức cảm ơn bạn đã lắng nghe và ủng hộ chúng tôi thông qua việc chia sẻ những bài học giá trị, với một mong muốn duy nhất là giúp bạn sớm đạt được trạng thái sống tỉnh thức trong từng phút giây. Nếu bạn thấy video ngày hôm nay hữu ích, hãy chia sẻ nó cho những người nào cần và nhớ ủng hộ kênh bằng một nút like, nhấn theo dõi và bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất hàng tuần từ chúng tôi. Và nếu bạn có bất cứ một cảm xúc hay suy nghĩ nào, hãy chia sẻ ngay ở phần comment bên dưới nhé. Chúc bạn luôn an lành và hạnh phúc. Cảm ơn bạn và hẹn gặp bạn trong những video tiếp theo.